Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 17 của Ngọc Ánh, con gái nghệ sĩ Giang Còi. Giang Còi có sự nghiệp diễn xuất vô cùng thành công, nhưng đường hôn nhân của anh lại gặp nhiều trắc trở. Anh kết hôn 2 lần và có 4 mặt con. Anh có 2 người con trai với người vợ cả, cùng một con gái và một con trai với người vợ thứ hai kém anh 25 tuổi. Tuy nhiên, hiện anh chọn cuộc sống đơn thân, tưởng chừng vui vẻ, hoạt bát trên màn ảnh sân khấu, nhưng nam nghệ sĩ lại có cách dạy con khá nghiêm khắc và khác biệt. Được biết, con gái duy nhất của nghệ sĩ Giang Còi có tên là Ngọc Ánh, sinh năm 2004, hiện vẫn đang đi học. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn ưa nhìn, phong cách giản dị dễ mến. Theo tiết lộ của Giang Còi, thì con gái anh năm nay 17 tuổi, chưa có người yêu, khác với một số bạn cùng trang lứa. Ngọc Ánh rất giản dị, chăm học và siêng việc nhà. Ngoài dung mạo xinh xắn, con gái Giang Còi còn có thể chơi thành thạo đàn guitar và piano. Trước đó, khi thấy hai con đang trong tuổi mới lớn, nơi ở cũ có tình hình an ninh khá phức tạp, sợ các con dễ bị sa ngã, nên anh quyết định đưa cả nhà rời xa thành phố, về sống nơi thôn quê bình dị. Thay vì phải chịu cảnh tù túng khi sống trong đô thị, anh và gia đình giờ đây được sống trong một không gian rộng rãi, chan hòa với thiên nhiên. Nhiều năm qua, Giang Còi trở thành gà trống, một mình chăm lo cho hai con ăn học. Anh có quan niệm dạy con khá khác biệt. Trong một lần chia sẻ trên trang cá nhân, anh tâm sự: "Tôi không muốn xây nhà mà muốn tạo dựng một môi trường sống. Tôi không muốn nuôi con mà muốn khơi gợi hết bản năng của chúng để đứng vững giữa bao táp phong ba. Tôi không muốn khóc mà muốn các con nhìn vào mình để tự hào." Ở với bố, các con anh được hòa mình với thiên nhiên, được học kỹ năng sống cần thiết. Bởi thế mà dường như hai con của nam nghệ sĩ dù đang tuổi đi học nhưng đã rất tự lập. Ở tuổi trung niên, anh lại có thêm hai người bạn nhỏ đáng yêu, sẵn sàng chia sẻ với bố mọi thứ. Trong lúc nhận tin báo không vui về sức khỏe, con gái anh cũng vào viện để chăm sóc bố dù đang còn phải đi học. Tối ngày 4 tháng 8 năm 2021, nghệ sĩ Giang Còi đã qua đời, hưởng dương 59 tuổi. Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn 3 vào đầu năm 2021. Bên cạnh đó, nam danh hài còn bị xơ gan, xuất huyết dạ dày. Việc điều trị nhiều bệnh cùng lúc khiến sức khỏe của anh suy giảm nhanh. Tháng 5 năm 2021, nam nghệ sĩ nhập viện trong tình trạng thổ ra máu, sức khỏe có nhiều chuyển biến xấu. Đến đầu tháng 7 năm 2021, diễn viên Trà My, người em thân thiết của nghệ sĩ Giang Còi tiết lộ, bệnh tình danh hài trở nặng mỗi ngày. Anh từng có ý định sẽ ngưng điều trị vì nghĩ không sống được bao lâu, nhưng nhờ sự động viên của bạn bè và bác sĩ, nam nghệ sĩ quyết định điều trị theo phác đồ. Nghệ sĩ Giang Còi mất tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 8 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Thông tin này đã khiến đông đảo khán giả yêu mến cố nghệ sĩ vô cùng đau buồn và xót thương. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.